Rồi ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh của Thịnh. Thì hôm nay mình sẽ có một cái động cơ Winner V1. Đây là động cơ Winner V1. Thì sau một thời gian khá là dài, tầm 20.000 km rồi á. Nhưng mà từ trước là chưa bao giờ vệ sinh lọc nhớt và bảo dưỡng như thế nào. Thì hôm nay chưa làm nồi, chưa làm hết, chưa bung lốc nồi này ra luôn á. Thì chưa bảo dưỡng. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip là vệ sinh cái lốc nồi của Winner V1 sau 20.000 km nó sẽ dơ như thế nào nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo hết tất cả ngóc này ra, thì mất cái phần lông mình dọn sạch rồi đó, mình dỡ về phim thôi. Những cái phần bên ngoài mình đã dọn sạch nhớt nước mát đều xé ra hết rồi, mấy cái chỗ mà vướng chỗ làm mình đều làm hết, mình đã tháo ra hết đỡ tiện cho quay video nhanh hơn. Rồi thì ở đây có một lượng nhớt xì ra này, cái phốt nó bị hư này anh em đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo hết tất cả cái ngóc này ra nha. Ok, thì sau khi mình rút cái nóc cái nắp nồi ra rồi nè anh em, thì mình kéo cái camera gần lại quay cho nó rõ nha anh em. Thì mình có một mình làm nên nó hơi khó khăn chút. Thì vừa rút cái nồi ra thì ron này thì nó đã bị rách hoàn toàn luôn. Đây này, ron nó bị rách này, rớt xuống này. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành rút cái lọc nhớt ra. Có nhiều anh em nói là xe Winner V1 là không bị, là không đúng nha. Đặc trưng của thằng Winner, Winner X, Sonic, GTR đều giống nhau cả. Cái cục máy nó không có cái lọc bên trong, nó không có cái lọc rời bên ngoài, thì buộc là những cái cặn bã này, rồi bố nồi, rồi mặt sắt, rồi nói chung là ron keo, rồi nói chung đầy đủ mọi thứ đó là nó sẽ tích tụ trong cái lọc đó, nó sẽ dơ cái lọc đó, thì nó sẽ cán lại. Nếu nó không có cán lại được thì nó sẽ đi lên đầu, thì nó phá hết cái đầu mình. Còn nó cán lại thì nó sẽ bị nghẹt, nó dơ thì đường nhớt bơm không được. Đó là nó có hai cái tác dụng chính của nó là cán lại, cán không cho cái bã rồi chất dơ. Rồi nói chung là anh em thay nhớt đó, nó bị đỡ lâu ngày nó dơ đóng cặn đó, thì nó cán lại đây, nó không cho lên đầu. Đó là cái nhiệm vụ chính của cái lọc nhớt. Nhưng mà cái nghiệt ngã ở đây đó, là nó cán lại lâu ngày nó bị đóng dày trong này, thì nó sẽ không bơm được nhớt lên đầu, thì gây ra hiện tượng là thiếu nhớt, anh em hiểu không? Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái lọc này ra, kéo lọc này ra nha. Mình quay một mình nên anh em thông cảm. Coi, wow, em thấy gì không má ơi, kinh khủng khiếp luôn. Lấy nét đi đó, thấy ghê chưa? Như thế này là chắc chắn luôn, mình đảm bảo chắc chắn luôn, cây cam sẽ bị xước, cây cam xước chắc luôn này. Thấy nó dơ không? Wow, nó có những cái mặt sắt nữa nè anh em. Này, nó có những cái mặt sắt nữa nè. Trời, cái này mà mình cảm giác nó lọt lên trên đầu thì hậu quả nó sẽ ra sao, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao. Đó, em thấy mặt sắt không? Được không? Lấy nét này đó. Rồi phía sau cái mặt lưng nó còn gớm hơn nữa này, chưa? Rồi keo, rồi keo này. Anh em thấy không? Rớt rồi. Đây, keo này dính một nó dính bấy nhầy luôn nè, 20.000 cây. Nè anh em thấy không? Anh em đừng có nói là Winner V1 không bị nha, sai lầm. Đặc trưng của thằng Winner là bị hết, dơ nè, tròn mặt sắt luôn, kinh khủng. Như vậy làm sao mà chạy được anh em? Như vậy làm sao mà đi?
hai củ cam xuất chất luôn. Rồi thì mình lát nữa mình sẽ làm một cái clip riêng của mình, mở cái đầu ra mà biết xin tới mình xin phép chủ xe thử nha. Thì mình cũng sẽ mở cái đầu ra coi thử nó có bị xước hoặc là bị mòn hay không. Mình chắc chắn đảm bảo luôn là một phần đó là ít nhất là nó sẽ bị mòn, hai là sẽ bị xước nhẹ ra cái cam. Nếu mà cái xe này thì đi tour rất là nhiều, đi tầm hơn 20.000 rồi. Rồi đây mình thấy phát hiện thêm một miếng thép nữa, trô nó vô nè anh em, thấy không, sao nó không lấy nét vô dưới vậy ta. Này đó, mặt sắt này mình chả hiểu ở đâu ra nữa, trô giờ mình gom lại nè, mặt sắt rồi bố nồi rồi bẻ vô cực kỳ luôn, nhớt cũng đen thui nữa. Rồi anh em nhìn kỹ đi, vậy làm sao mà đi. Kinh khủng khiếp. Còn mấy cái li ti là mặt sắt nè anh em, cho mặt sắt mình, mặt sắt nhỏ này. Rồi ron keo á. Rồi nó này giống bông gòn là do cái bố nồi gây ra. Nè bông gòn nè, với bông gòn với mặt sắt này, quá trời luôn. Nhìn thấy không? Bông gòn với mặt sắt. Rồi xong. Bước đây xíu nữa mình vừa xin sau. Rồi. Thì không biết là anh em thấy tình hình xe như thế nào. Đừng có nghĩ là winner vô 1 hoặc là đó mình ráng đi 30-40 ngàn xe không sao, nhưng thật ra là không phải. Mặt sắt rồi những cái thứ mà trong nhớt nó ra, rồi anh em nhiều anh em là không biết chạy ra con, rồi rồi những cái linh kiện người ta sản xuất này nó không có, nó sẽ bị khi mà nó ma sát với nhau nó sẽ rớt ra mang bự. Có xe thì nó ra nó mang rất là lớn, còn cái xe ra mang nhỏ, cứ tùy theo đó là vấn đề sản xuất. Rồi keo ron giữa, có xe ra nhiều có xe ra ít, thì mình khuyên anh em là tầm 2.000-1.500, anh quên sorry 5.000-10.000 mình nên đi vệ sinh một lần. Thì tại vì những cái xe như Ad hoặc là Rider họ thay cái lọc nhớt từ lúc mà 200 km hoặc là 500 km đầu tiên họ thay một cái, đến 1.500 họ thay một cái đó anh em, thì cái lọc nó sẽ bị đã được loại bỏ những cái mặt sắt và những cái thứ mà dơ cặn bẩn. Rồi đến cứ mỗi lần là hai lần thay nhớt đi là tầm 5.000, chẳng hạn là mình đi tổng hợp thì nó lâu chút thì 5.000 họ sẽ thay một cái lọc, thì chả đáng giá bao nhiêu, nhưng mà họ chắc chắn họ sẽ thay cái lọc, thì lúc đó là họ sẽ giống như là họ loại bỏ những cái thứ cặn bã trong cái lọc ra. Thì anh em, nhiều anh em mà đi Exciter hay là Rider thì chắc cũng biết, nhưng mà nếu anh em mà đi Winner không, chưa đi những đó, thì trước cho mình thay cho những mình thay nhớt cho những cái xe đó, mình lấy ra cái lọc nó đen và nó dơ rất là gớm luôn. Thậm chí anh em đi đến 10.000 vẫn còn mặt sắt ra nha, tại mặt sắt là do mình rà bố nồi và những cái keo ron vẫn còn lâu ngày, nó còn mắc ở đâu đó, nó còn quăng ra nữa đó. Thì clip này thực tế cho anh em coi luôn, không phải là tất cả Winner đều bị giống nhau, chứ không phải là Winner V1 không bị nha. Winner X thì nhiều rầm rộ lên hồi trước giờ. Mình chắc đảm bảo với anh em luôn là cây cam này đã bị xước hoặc là bị mòn hoặc là bị xước nhẹ gì đó, nói chung là mình đảm bảo vậy luôn. Đó là mình sẽ làm một cái clip là sẽ cho anh em thấy là cây cam này sẽ bị lột. Sau khi mình vệ sinh hết ron và vệ sinh cạo hết ron cũ rồi lốc nồi này anh em, thì mình cũng sẽ cạo hết cái ron cũ luôn đó và chà rửa sạch sẽ luôn nha. Thì tiếp theo mình sẽ thay vào đó là một cái ron của Rector. Cái ron này được nhập từ Malaysia nha anh em. Đó, ron này dành cho Honda Winner, lốc nồi nó bằng thép. Thì thời hạn sử dụng cũng được 2-3 lần tháo ra đó, nên rất ok. Rồi thì tiến hành mình sẽ đây nè anh em. Thì sau khi mình đã vệ sinh sạch sẽ nè, cái lưới lọc nó phải sạch như thế này nha, đảm bảo là nhớt nó mới lên đầu được. Anh em lưu ý phải đi vệ sinh, nếu không vệ sinh thì cực kỳ nguy hại cho cái xe của mình. Rồi thì nó có hai chiều đó, một chiều mỏng chiều dày, mình đút cho đúng nha. Rồi ok, mình đút qua thôi đó. Rồi đến tấm ron,
em nè, nhìn này, nó có ba con ốc, một con ốc dài nhất là nằm ngay chỗ cái bơm nước đó, và hai con ốc dài đây nằm hai ạc gô, một ạc gô dưới và ạc gô trên. Thì khi mình siết vào thì anh em lưu ý là siết hai con ạc gô này trước, nó định vị rồi đến siết những con ốc bên cạnh. Mình hướng dẫn chi tiết cho anh em có thể nào anh em nào mà mới đụng tới chiếc winner đầu tiên thì có thể làm tại nhà. Ok, xe đang chút để mình siết ốc cho dễ nha anh em. Rồi thì mình siết cái con định vị Aco ở dưới trước nha. Đây đó, xong rồi mình sẽ giết con định vị Aco ở trên. Khi mình siết anh em thấy hai cái lóc nó sẽ đều, nó sẽ đều rồi. Những ốc này thì mình dạng vào. Rồi sau khi mình đã bắt ốc đã vào hết thì bước cuối cùng là mình sẽ canh những con ốc này đều bằng lực siết, nó phải đúng theo lực siết của catalog của hãng đưa ra. Thì mỗi con ốc nó chỉ có chịu được một cái lực siết nhất định trên một cái lốc máy nhất định. Thì riêng winner này thì lực siết nó là 10 newton, thì mình siết đúng lực siết nó thì đã đảm bảo là anh em là con ốc mình tháo ra tháo vô nhiều lần, có thể tháo vài chục lần cũng không sao. Nếu mà hôm nay đi cái tiệm này người ta siết lực 10 newton, qua tiệm khác người ta siết ông thợ đó tập tạ anh em thì siết lên đến 20 newton, qua tới cái ông kia là đâu sáng giờ chửi kia siết tới 30 newton, rồi xong banh lóc máy luôn. Thì biết cái nắp nồi này thì giá nó rất là mắc, không hề rẻ nha anh em, tiền triệu đó. Nhưng mà khi mình đã làm xe chở khách đó, thì mình phải dùng những cái, mình phải đúng cái thông số bài bản. Thì shop mình một khi vừa xin nồi làm này kia siết ốc á thì đã dùng, phải dùng cận lần siết bài bản nha anh em, chứ không phải là siết đó. Khi anh em thấy này đó, khi nó tới lực là nó, cái cần này nó kêu rất là nhỏ nhưng mà tới lực là nó nhúng một cái này đó, thì mình sẽ dừng lại rồi đó, nhúng một cái này đó là tới lực rồi. Thì mình cứ vậy mình siết hết một vòng thôi anh em ơi, tới lực. Đấy, tới lực. Tới lực. Tới lực. Tới lực luôn. Tới lực luôn. Tới luôn. Tới lực. À, anh em thấy nó nhúng không? Đó, là tới lực rồi, ok. Xong. Thì phần quan trọng đã xong rồi. Thì bây giờ mình chỉ có là nối cái ống dây này lại, châm nước mát, đô nhớt, rô đai xong. Thì rồi, thì cái phần này chắc là đơn giản, mình không cần phải quay. Mình chỉ quay là cho anh em hiểu là Winner V1 vẫn bị dơ như thường, hoặc là những dòng xe của Honda nguyên cục máy giống hệt nhau, cái cấu tạo giống hệt nhau và cái độ dơ nó giống hệt nhau, thì chắc chắn cái máy này đã bị xước cây cam, mình đảm bảo luôn, chắc chắn luôn. Rồi thì anh em nào có nhu cầu làm xe vệ sinh lọc nhớt, vệ sinh tăng thay sinh cam, hoặc là làm máy Winner, phục hồi động cơ Winner, thì ghé tại mình 114 đường 11 phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, mình nhận làm full Winner nha. Thì thời gian làm việc của tiệm mình là từ 8 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày. Anh em nào có nhu cầu làm xe cộ thì cứ ghé tiệm mình. Rồi, thì ok, bye bye anh em. Hẹn gặp anh em ở một video khác nha.